Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 12 tháng 9 của Dusamina. Bản tin trưa hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Xuất cấu trục IMQC thứ tư cho khách hàng BM City Ấn Độ. Đào tạo kỹ năng thay đổi mua thức cho người lao động. Trường mầm non ước mơ Dusan tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Nhà máy MHS Dusavina vừa hoàn thành việc xuất cấu trục chạy ray khổng lồ IMQC cho khách hàng Bharat Mumbai Container Terminal. Đây là chiếc thứ tư trong tổng số 12 chiếc được cung ứng cho khách hàng Ấn Độ này. Đây là chuyến xuất hàng thứ hai của dự án BMC TBL và là chiếc cấu trục thứ tư trong tổng số 12 cấu trục bốc dỡ container hàng hóa chạy ray siêu trường siêu trọng mà Dusavina đã hoàn thành lắp ráp và xuất đi nguyên chiếc từ cảng chuyên dụng của công ty đặt tại khu kinh tế Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi cho khách hàng Bharat Mumbai Container Terminal Ấn Độ. Cũng như loạt ba cấu trục IMQC được xuất đi vào tháng 5 vừa qua, cấu trục này có công suất bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải lên đến 65 tấn và tối đa có thể đạt đến 75 tấn, nặng 1.480 tấn, cao 73,8 m, dài 144 m và rộng 26 m. Với kích thước khá lớn nên các công nhân viên nhà máy MHS cùng các nhà thầu phụ đã tốn khá nhiều thời gian để đưa gã khổng lồ này lên tàu. Mỗi chuyến đồng đều được tính toán kỹ lưỡng đến từ mm nhằm đảm bảo an toàn cho người cũng như công năng của thiết bị. Sau khi đã yên vị trên boong, cấu trục này tiếp tục được các công nhân gia cố vững chắc để chắc chắn rằng nó sẽ được cập cảng BM City tại Ấn Độ một cách an toàn sau khoảng nửa tháng đường biển. Đây là một trong những sản phẩm của Dusavina được đưa vào danh mục các thiết bị cơ khí trọng điểm của Việt Nam bên cạnh lò hơi và lò hơi thu hồi nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện, thiết bị xử lý nước biển thành nước sinh hoạt và thiết bị xử lý hóa chất cho các nhà máy lọc hóa dầu. Những sản phẩm này hiện đang được chính phủ quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Tính đến nay, Dusavina đã xuất đi thành công 69 cấu trục cảng biển hiện đại, phục vụ việc bốc dỡ các container đi xuyên khắp năm châu bốn biển, đưa hàng hóa đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho việc xuất khẩu tiếp 2 cấu trục Unit 5 và 6 cũng đang được gấp rút tiến hành. Dự kiến chuyến xuất hàng thứ 3 cho dự án này sẽ hoàn tất trong ngày 11 tháng 9. Thực thi triết lý 2G, Dusavina những năm qua đã không ngừng bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm cho người lao động, không chỉ đào tạo cho đối tượng quản lý mà đối tượng công nhân cũng có nhiều khóa hay và bổ ích. Nhằm giúp học viên nâng cao tinh thần hợp tác và có trách nhiệm hơn trong công việc, cũng như nhận thức và tuân thủ đúng quy trình, quy định tại các khối và nhà máy để phát triển bản thân, Bộ phận L&D đã tổ chức khóa đào tạo kỹ năng thay đổi mô thức dành cho 117 công nhân đến từ các nhà máy. Khóa học kéo dài từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8, bao gồm 4 lớp, mỗi lớp có từ 29 đến 30 học viên và họ cùng nhau trải qua một ngày vừa lý thuyết vừa thực hành tại trung tâm đào tạo LC. Tham gia khóa học, các học viên đã được chuyên gia Diệp Minh Nghị đến từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn, khai thác kiến thức xoay quanh 4 nội dung chính, bao gồm nhận thức về bản thân, gia đình và xã hội, nhận thức về nghề nghiệp và tầm quan trọng của việc tự phát triển liên tục, nhận thức về các vấn đề an toàn, chất lượng và ngày giao hàng, và cuối cùng là nhận thức đúng về Dusavina. Toàn bộ chương trình được tiến hành theo hình thức hoạt động nhóm, chia sẻ và đúc kết bài học qua những trò chơi, hoạt động và clip ngắn. Đồng thời, giảng viên cũng truyền đạt những kiến thức và công cụ khoa học để người tham gia có thể nâng cao hiệu suất làm việc và phát triển bản thân trong công việc và cuộc sống. Đây là khóa học đầu tiên của chương trình, tạo cơ hội cho các học viên nâng cao tinh thần làm việc nhóm và làm việc có trách nhiệm hơn, từ đó thay đổi tư duy, tuân thủ nội quy của tổ, đội, khối và nhà máy. Dự kiến khóa học sẽ được tổ chức rộng rãi cho tất cả các đối tượng công nhân trong toàn công ty. Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước nhân ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, trường mầm non ước mơ Dusan cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm 2017-2018.
Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2012, trường mầm non ước mơ Đu Xanh đến nay đã trải qua hơn 5 năm hoạt động và không ngừng phát triển. Từ số lượng ban đầu là 20 trẻ, hiện nay trường đã có 113 trẻ từ độ tuổi 2 đến 6 và tổng cộng 13 giáo viên, cấp dưỡng, trong đó số giáo viên phụ trách lớp là 8 người. Toàn khuôn viên trường có tổng diện tích 884m², bao gồm 4 phòng học, 1 phòng bếp, 1 phòng hiệu trưởng, 1 khu vực ăn, 1 khu vực vui chơi trong nhà, 1 sân chơi ngoài trời và 1 vườn rau cho bé. Đại diện nhà trường, hiệu trưởng cô Nguyễn Thị Thu Huyền đã báo cáo thành tích đạt được trong những năm học vừa qua và thông qua diễn văn khai giảng, cô tiếp tục khẳng định mục tiêu phấn đấu phát triển bền vững và lớn mạnh hơn trong công tác giảng dạy của nhà trường trong năm học thứ 6 của mình. Việc đưa vào vận hành trường mầm non ước mơ Đu Xanh là một nỗ lực lớn của ban lãnh đạo Đu Xanh Vina trong việc không ngừng phát triển chính sách phúc lợi xã hội cho người lao động, tạo điều kiện cho con em người lao động có một môi trường giáo dục tốt, là một nơi vui chơi an toàn, giúp bố mẹ có thể an tâm công tác. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dusamina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusamina DVTV V8N66. Đồng thời, quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin mới nhất về Dusamina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Dusamina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.